thì chúc anh chờ em. Chúc em hạnh phúc. Ba từ à? À, bình yên, vui tươi, năng động. Thực ra là tuổi thơ của Tùng nó cũng không dữ dội đến mức độ điên loạn đâu. Tuổi thơ của Tùng như Tùng vừa miêu tả là khá là yên bình và bình yên. À, Tùng gắn liền tuổi thơ của mình với bà ngoại rất là nhiều. Và khi nhắc đến tuổi thơ thì Tùng rất là nhớ về bà. Dù bây giờ bà đã mất rồi. Và chính vì thế là lý do tại sao mà cái live show đầu tiên trong cuộc đời của mình, MTP Ambition, Tùng đã dành một bài hát dành đến cho bà ngoại. Và Tùng luôn tin rằng bà ngoại ở trên cao này luôn nhìn thấy Tùng, luôn bảo vệ và che chở cho Tùng. Điều mà Tùng nhớ đến nhất đó chính là chat Yahoo. Cái thời đó thì bạn bè trong lớp ai cũng có một cái nick Yahoo riêng. Và mình là người cập nhật chậm nhất, mình không hề biết mấy cái đấy. Mọi người cứ rủ tí về add nick nhau nhé này nọ, mình đâu có biết gì đâu. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đã là người biết, nhưng mình là người biết muộn nhất. Xem nào, Tùng nhớ nhất đó chính là món xoài lắc. Bây giờ đang hot lại đấy, nhưng mà thời đấy là Tùng có được ăn rồi. Đấy thì cái hồi đấy thì xoài thực ra chỉ là xoài ngâm thôi. Còn bây giờ thì mới hiện đại hơn là xoài lắc. Đó là cái món ăn mà Tùng rất là nhớ. Và thỉnh thoảng ở Sài Gòn thì Tùng vẫn đi kiếm ăn món đó. Tùng nghĩ rằng đó là những bài hát của mình. Chuyên môn của mình đó là sáng tác nhạc và hát những bài hát của mình. Thì Tùng nghĩ rằng những cái điều mà mình đem đến cho mọi người đó là những niềm vui, những tâm trạng, những cung bậc của cảm xúc. Mà Tùng luôn cố gắng làm sao mà để tạo thật nhiều những bài hát với những màu sắc mới hơn, những màu sắc riêng biệt hơn, dành đến cho tất cả mọi người. Chắc có lẽ là cũng rất nhiều người, bố của mình này, mẹ của mình này, rồi những người bạn xung quanh, hay đây là anh Quang Huy chẳng hạn, một con người vô cùng thẳng thắn này, vô cùng cảm xúc. Anh là một người sống rất cảm xúc. Và tất cả mọi người đã cho mình rất là nhiều những cái rất là nhiều cảm xúc để tạo ra một cá tính riêng biệt của mình. Học nữa và học mãi. Dù mình có ở một cái phong độ như thế nào chăng nữa thì dĩ nhiên nó còn sẽ rất nhiều người giỏi hơn mình. Thế cho nên là mình phải học nữa, học mãi, luôn luôn phải học để làm sao mà phấn đấu, để làm sao mà cái chuyên môn của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Không thể biết được, nhưng mà chỉ có hiện tại em có thể trả lời tương lai thôi. Thế cho nên là muốn tương lai tốt đẹp thì hiện tại mình phải luôn phấn đấu. Có khả năng vậy, tại vì mình đang có một hình xăm rất là cá tính, thì dù sau này mình có già chăng nữa thì hình xăm nó vẫn còn nằm ở đây. Và cá tính hay nổi loạn thì thực ra nó không nằm ở hình xăm, nó nằm ở cảm xúc và nó nằm ở bên trong con người của mình. Thế cho nên là dù sau này già chắc dù có hình xăm như thế này thôi, nhưng mà mình vẫn sẽ là một con người trầm hoặc là không cá tính mức độ cũng như bây giờ đâu. Và ngày này là ép cô ngày hôm qua.